Trước mặt em đây là chợ Bến Thành. Bây giờ là 21 giờ đêm giờ cửa ngày 26 tháng 10 năm 2024. Dạ, phía trước này là ga metro của Sài Gòn mình đó cô chú anh chị. Ga metro Sài Gòn Suối Tiên. Ở hướng thẳng này là mình sẽ đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Còn ở phía sau lưng em đây là hướng xe chạy này là mình sẽ đi về đường Trần Hưng Đạo của quận Nhất đó cô chú anh chị. Và Sài Gòn TV mến chúc cô chú và anh chị một buổi tối thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Ở đây đây là mình hướng này sẽ đi về đường Trần Hưng Đạo. Rất vui được gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo của em hôm nay. Video tiếp theo hôm nay của em sẽ chia sẻ về một số hình ảnh của những người vô gia cư, những người có cuộc sống không may mà sống cơ nhở ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ của quận 5 mình đó cô chú và anh chị. Cô chú và chị mình cũng biết là sau cái đại dịch thì nó làm cho cuộc sống bà con mình rất là nhiều vất vả, làm cho rất là nhiều người có cuộc sống hoàn cảnh không may, cái người ta sống đưa đẩy người ta ra thành những người vô gia cư sống ở lang thang ở khắp phòng cầu với hè ở trên đường Nguyễn Văn Cừ. Cô chú và anh chị, hôm nay em sẽ mời cô chú và anh chị mình đồng hành cùng em. Đi em sẽ chia sẻ một số hình ảnh của những người có hoàn cảnh không may của chú và anh chị. Giờ đây là đường Trần Hưng Đạo của phường Cầu Kho quận Nhất. Ở hướng này là mình sẽ đi về đường Nguyễn Văn Cừ rồi mình sẽ băng qua bên kia luôn là mình sẽ đi về Trần Hưng Đạo B của quận 5 đó cô chú và anh chị. Nhưng hôm nay em sẽ đi tới Nguyễn Văn Cừ rồi em sẽ băng qua rẽ trái về cầu Nguyễn Văn Cừ. Đó, cái đường Trần Hưng Đạo này là thuộc phường Cầu Kho. Cái hai bên đường đó, người ta trả mặt bằng rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Ở cái phường Cầu Kho, cái đường Trần Hưng Đạo đoạn này nó cũng đắt rất là mắc luôn cô chú anh chị. Nhưng mà thời buổi kinh tế bây giờ tình hình cuối năm này ta trả mặt bằng rất là nhiều luôn. Cơn bão trả mặt bằng hình như là còn rất là dữ dội luôn cô chú anh chị. Ở phía bên đây đó là cái phố đi bộ Bùi Viện, phố Tây, khu phố Tây Bùi Viện đó cả nhà. Các cô chú thấy hai bên đường thì đã những cái nhà rất là to, rất là lớn luôn, san sát nhau mà đều đóng cửa, đều ghi bảng cho thuê, trả thuê mặt bằng rồi trả mặt bằng đủ thứ. Những hình ảnh rất là quen thuộc ở Sài Gòn mình. Bây giờ là cô chú mình đi ở cái đoạn đường nào, khu phố nào cũng thấy là cho thuê mặt bằng rồi trả mặt bằng, rồi thậm chí những cái nhà rất là lớn ba hai ba mặt tiền rồi cho thuê mặt bằng từ hồi dịch tới bây giờ không ai thuê á, rồi gỡ bảng xuống hết rồi chứ anh chị, để cho những người mà vẽ bằng đêm đó, họ những cái người nước ngoài họ đi vẽ những chữ mà bậy bạ ra nó vẽ rất là u thành cho một cái khu phố giống như là một cái phố ba vậy cô chú anh chị, rất là nhiều luôn. Đó, cái đoạn này là mà đi một xíu nữa là sẽ tới như là phòng cháy chữa cháy của quận Nhất mình đó cô chú anh chị. Cô chú thấy hai bên đường giờ này mà những cửa hàng giờ đóng cửa gần hết rồi, đường rất là vắng luôn. Sài Gòn mà mới 9 giờ mà đường nó đã vắng như vậy đó cô chú anh chị, chỉ còn lắp đác một vài chú bảo vệ ở ngoài trước thôi, chứ giờ này thì không còn thấy ai nào đi ra ngoài đường nữa. Cho nên là tình hình buôn bán rất là căng, rất là căng những ngày tháng cuối năm này đó cô chú anh chị. Ảnh hưởng rồi tình hình dịch bệnh, tình hình chiến tranh, tình hình chiến sự đủ thứ hết, làm cho những bà con kinh doanh mình buôn bán rất là lấy ẩm. Ở khu vực Nhất, quận Nhất này thì đa số là bán về ăn uống, về ẩm thực, về cho khách nước ngoài. Nhưng mà cái thời buổi tình hình như vậy thì đâu có khách du lịch đâu cô chú anh chị. Cho nên mà những cửa hàng mà buôn bán về ẩm thực, về cho khách nước ngoài rất là khó khăn, gặp rất là nhiều vất vả luôn. Khi mà mở mình thấy đi xung quanh Sài Gòn thấy những cửa hàng chỉ mở ra một hai tháng thì lại chịu không nổi. Mở ra một bằng chi phí đầu tư vô cả nửa tỷ, trong đó cả 500-600 triệu một ngày bán chưa được 200-300 ngàn thì làm sao mà sống nổi cô chú anh chị. Đó buộc người ta phải trả mặt bằng, đầu tư vô cái chi phí mà sang sửa rất là lớn rồi lại rút ra lại bỏ không như vậy. Cái đoạn này thì hơi đông đông này nè cô chú anh chị. Đó.
như mình đi gần tới không như đi gần tới đường Nguyễn Nhân Cừ rồi đó ra cô chú anh chị, rồi Nguyễn Nhân Cừ cho nên là ở ngang đó nó sẽ kẹt xe rất là nhiều ở khúc Nguyễn Nhân Cừ với lại đường Trần Hưng Đạo mình đó, hai bên đường chú không thấy bây giờ này mới 8 giờ mấy gần 9 giờ mà hầu như là những cửa hàng đóng cửa gần hết luôn, đóng cửa san sát nhau, chỉ còn 1-2 cửa hàng quán bar hay là những cái xì ba rồi là nó mới mở cửa tới giờ này lại cô chú anh chị. Chứ thực ra thì giờ này nó đóng cửa những cửa hàng và quán ăn, những cửa hàng thời trang rồi họ đã đóng cửa hết rồi, bởi vì hết khách từ sáng tới chiều mà không có khách thì giờ này còn mở cửa cũng đâu có khách đâu cô chú anh chị, cho nên là người ta đã đóng cửa rất là nhiều, đóng cửa rồi thương bán trả mặt bằng rất là nhiều. Đó, em sẽ đi tiếp với cô chú anh chị. Nãy giờ là mình dưới cái đèn đỏ, đường Trần Hưng Đạo của quận Nhất thì nó thấy 4 làn xe, cô chú anh chị ở phía bên kia là mình hướng sẽ đi về, ở mình sẽ băng ngang qua đây là mình sẽ đi qua đường Võ Văn Kiệt đó cô chú anh chị, những cái đường nhỏ nhỏ cắt ngang qua để mình đi ngang qua đường Võ Văn Kiệt, mình đi về đường Võ Văn Kiệt, tức là mình đi tay trái là mình sẽ đi về Hầm Thủ Thiêm, và mình đi qua bên tay phải thì mình sẽ đi về quận 6, khu ngồi quận 6, không biết không chị. Đó. Đường rất là vắng vẻ Sài Gòn mà đường rất là thênh thang, không biết không chị. Nó vắng như ở dưới quê mình vậy. Sài Gòn thì là một thành phố không ngủ, lúc nào cũng người ta cũng lúc nào cũng chen lấn nhau, cũng kẹt xe nồng nọc, nhưng mà các bạn thấy không, những ngày cuối năm ở Sài Gòn mình nó đường nó vắng quả, nó vắng cái tầm này rồi các bạn chị thấy không? Đó, công nhân họ thất nghiệp họ về quê rất là nhiều luôn chú anh chị, những ngày cuối năm này. Hôm nay là mình đã những ngày cuối của tháng 10 năm 2024 này, thì là mình đi gần hết năm 2024 rồi cô chú anh chị, và thấy cô chú cái tình hình càng ngày càng rất là căng thẳng, thất nghiệp rất là nhiều. Cái đoạn này nó tối cô chú anh chị, nó không có điện đường á, cho nên là nó rất là tối luôn, hai bên có hàng cây rất là to. À, ở phía xa xa phía trước mình đó là tên mình tới đường Nguyễn Nhân Cừ đó cô chú anh chị. Trên cầu Nguyễn Nhân Cừ thì nó có một hành lang đó rất là nhiều, người ta tới giờ 90 giờ thì người ta tới đó, người ta ngồi đang ngồi Mạnh Thường Quân, thì nếu Mạnh Thường Quân cứ tầm 8-9 giờ thì họ đi ngang họ phát cơm phát quà phát nước rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà hôm nay trời mưa nữa nè, chiều giờ trời mưa chắc bà con ngồi trên đó là giả thôi đó, ta ngồi ta che co ro trong một cái dù tạm bợ dưới để người ta xin những phần ăn đêm để người ta sống qua ngày. À, ở phía đường Trần Hưng Nguyễn Nhân Cừ mình đó là mình sẽ đi về cầu xe tới Thế Tổ đó cả nhà, còn phía bên tay trái mình bên đây là mình sẽ đi về cầu Nguyễn Nhân Cừ nè, à, sẽ rẽ trái đi về cầu Nguyễn Nhân Cừ. Em đợi đèn đỏ một xíu em sẽ đi về cầu Nguyễn Nhân Cừ, em sẽ ghi lại những khoảnh khắc hình ảnh đó cho cả nhà mình cùng xem. Rất là tội của chú anh chị, những người đó là những người ta mất sức khỏe lao động rồi đủ thứ mang trong người, rất là nhiều bệnh tật luôn, người ta không có sức khỏe, không có đi lao động được với cả nhà, cho nên là người ta phải thành những người ham nét như ở cuộc sống bên Mỹ vậy đó cô chú anh chị, để người ta để đi nhận những phần quà từ thiện để người ta sống qua ngày. Dạ bây giờ thì em đã lên chuẩn bị lên trong cầu đi về cầu Nguyễn Nhân Cừ rồi đó cả nhà. Dạ. Còn những Nguyễn Cừ hướng này là mình sẽ đi về đi về quận 7, đi về Nhà Bè luôn đấy à, đi về khu Trung Sơn của quận 7 á. Mình đi thẳng lên ra mình sẽ đụng đường bỏ cho Nguyễn Nhân Linh đó. Hướng này là mình đi một đoạn là sẽ đi tới đường Nguyễn Nhân Linh đó cô chú anh chị. Đây là Nguyễn Nhân Linh thì mình sẽ đi rẽ trái thì mình về quận 7, còn rẽ phải mình sẽ đi về bến xe mình đi về quốc lộ, mình đi về miền Tây. Ở đây em đã lên cầu Nguyễn Nhân Cừ nè cô chú anh chị.
Cừ này nó cái dốc nó rất là cao nên là người ta chạy xe lên đó. Ở đây thì nó đó chuẩn bị nó có những cái vỉa hè như vậy này của chúng mình chị. Hình như là hôm nay trời mưa to quá cho nên là những cô chú anh chị mình lớn tuổi này cho nên là người ta khó lặn quá là không có ngồi nổi nên người ta đi vô hết rồi của chúng mình chị. Những con lem đó, những cái con lem đó thì thường thì cô chú anh chị mình ngồi rất là nhiều, nhưng hôm nay thì em lại không thấy rất là vắng vẻ những người hơi nhỏ chứ. Nếu mà cập nhật được hình ảnh đó thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem.
quê lắm. Đi có mình quay có mỗi tay thôi. Yeah.